Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đàm. Hôm nay cửa hàng mình giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm rất là rẻ trong cái thời kỳ mà bão giá như hiện tại. Đây là cái dòng máy mài của hãng TPC với công suất là 980W cho anh em. 980W mà giá chỉ có 430.000 thôi, máy mài công tắc bóp tay dài đàng hoàng. Rất là rẻ. Thì trước khi mình đi về cái vấn đề cái máy mài nó như thế nào ha, thì mình sẽ giới thiệu qua về cái TPC này để cho anh em mua anh em nắm ha. Hiện tại cái công ty TPC này nó bị tắt của từ Thuận Phú Corporation đó anh em. Thì cái công ty này là công ty nhập khẩu phân phối lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại bây giờ ha. Của cái thương hiệu như là Inco, Toto, Desa, Minh Bao, Gông Di hay là cái gì đó, thì ai này này ông này nè, TPC nè, đó anh em cứ thực cứ muốn làm đại lý thì cứ lên mạng mà search ra cái TPC này là ra nha. Desa, Inco, Toto, Minh Bao, Gông Di, Jisun, đó mấy cái thương hiệu lớn đó, phải nói là hàng đầu luôn á. Thì TPC này có một cái thương hiệu riêng cho cái công ty này, thì đây thương hiệu TPC và cái máy mài nè. Để được cái giá này, mình nói thật sự với anh em á, nhập 1.000 con không có giá này đâu, bèo không phải là 10.000. 10.000 cái sản phẩm thì mới được có giá tốt. Bởi vì khi mà anh em làm những cái sản phẩm này, thứ nhất là số lượng phải nhiều. Đó, thì TPC này một thương hiệu rất là uy tín tại cái thị trường hiện tại bây giờ. Như vậy cái sản phẩm của ổng thì cũng rất là uy tín luôn, anh em yên tâm mà anh em mua nha. Với giá chỉ có 430.000 thôi, rất là rẻ hiện tại bây giờ. Và cam kết này nó là dây đồng nha, chứ không phải là dây nhôm nha. Thì đây, một cái chắn bảo vệ ha, một cái chắn bảo vệ, một cái tay cầm, một cái khóa mở lưỡi nha. Nói chung mấy cái hàng này thì cũng phổ thông thôi nha. Đó, một cái khóa mở lưỡi này đây. Đó. Rồi nó cho chúng ta một cái viên đá luôn ha, một cái viên đá. Một viên đá bỏ trong đây vận chuyển tới lui mình nghĩ chắc nó bị móp quá. Rồi, trang bị thêm đây là một cái cặp chó thang dự phòng nha, một cặp chó thang dự phòng nằm ở đây. Đó, hàng hiện của công ty của TPC. Và đây là cái máy. Nè, bỏ vào đây đi. Thì mình thấy những cái tay cầm cái này thì nó thiết kế cũng bình thường thôi, không cái tay cầm này nó không có cao cấp, không có xịn như của mấy hãng Inco, Toto được. Và đây là cái máy đây anh em ha, thiết kế công tắc bóp nha. Rất là phù hợp đối với chúng ta làm gia đình hoặc là DIY này nọ, cần cái máy hoặc là cắt mại gì đó, ok. Nó cỡ này là chúng ta xài quá là ok rồi. Để 100 cốt M10 ha, tốc độ quay 11.000 vòng một phút. Dòng điện 220, công suất 980W. Đó, anh em coi tổng thể như thế này đây. Giá chỉ có 430.000 thôi nha anh em, chỉ có 430.000 thôi, rất là rẻ luôn. Cắm điện cho anh em coi. Đây. Khóa lại, chốt này chốt khóa ha. Đó. Trong cái thời kỳ giờ anh em là cần một cái máy giải quyết về gia đình hoặc là này nọ đó, thì có thể lựa chọn con này, giá khá là rẻ. Trong khi đó những cái phân khúc như này của anh kia toàn là 500 mấy không rồi anh em, 500 mấy rồi đó. Đó, công tắc tay dài như thế này nếu mà của hãng Inco, Toto với anh em thì nó tầm khoảng ngoài 600 mấy hết rồi, đâu có nào là 400 mấy đâu. Ok ha. Rồi, đó là về cái máy này. Hai cặp chỗ thang dự phòng nằm ở hai cặp chỗ thang nằm ở hai bên nha, chúng ta có thể thay thế, chúng ta có thể mở ra ở trong đó để chúng ta thay thế được. Thì cái dòng này bây giờ mình sẽ khui ra cho anh em coi nha, bên trong nó có cái gì ha. Em chờ chút xíu nha, lấy cái đầu khui cái. Rồi, sẽ khui cho anh em coi cái 430.000 này coi nó có gì bên trong nha. Rồi, bỏ qua cái bước này đi ha. Rồi, sau khi xả máy ốc ra này anh em ha. Đây, nguyên cái bộ nhông đó nè. Anh thấy không? Nhôm ha. Rồi, tháo mình ra luôn, nó cũng đơn giản thôi anh em ơi. Công tắc, dây,
à. Này mặt đạn ha. Ok, bây giờ thử cào cái này cái nó di nhôm di đồng nha anh em. Nói chung mấy cái này mà đã làm như thế này xong là coi như là xong luôn á, không có bán được nữa nè. Chủ yếu là khui cho nó thôi thôi. Rồi trong đây cái ruột cũng trong này. Khá đẹp. Sơn hết. Rồi, bây giờ mình tháo cái này ra ha. Rồi, tiếp tục anh em á. Sau khi ra nè, mình sẽ khử anh em coi nhôm với đồng nha. Ok ha, đi với đồng nha anh em. Đây. Thấy không ta? Đồng vậy đó, khi mình cạo lớp ra thì nó hiển thị một cái màu màu đồng lên nè. Còn dây nhôm á, cạo phát là nó đổi dây nhôm lên. Để mình sẽ lấy một cái dây nhôm mình cạo thử anh em coi nha. Đây đây đó, màu vàng có đồng ha, màu vàng có đồng nè nha. Ok ha, đó là cái cuộn dây này, cuộn dây ha. Này cạo đây thì không thể nào mà rẻ chứ không phải làm đồng chứ anh em á, làm nhôm sao xài. Đó, à, màu vàng đồng ha. À, còn cái này thì sao? Này thì cào thử coi nó là bằng nhôm hay bằng đồng. Chắc đồng hết rồi. Đồng luôn nha anh em. Đó, ha, đây. Khử ra một cái màu màu đồng nó nhìn biết liền à. Nha. Đó là màu đồng hết. Còn màu nhôm như thế nào bây giờ mình sẽ đi kiếm cái dây màu nhôm mình sẽ đi cho anh em coi. Em chờ xíu nha. Rồi tiếp tục anh em á, đây là cái dây máy hàng nè. Dây hàng ở đa phần dây hàng này anh em thấy bên ngoài nó thiết kế vỏ một cái màu vàng này, em tưởng đồng nó phải nha. Nó dị nhôm, em cạo ra nè. Đó, là nó màu trắng tát à. Chắc qua điện thoại biết anh em thấy không ta. Đây nè, đó. Màu trắng này thấy không? Màu trắng là của nhôm nha. Dễ biết lắm, chứ mà chúng ta nhìn này màu đồng nó không phải, chúng ta cạo ra gì nè, nếu mà nó vàng á, màu hơi vàng vàng là của đồng. Còn ta cạo ra màu trắng nè, nó là trắng nè. Trắng là của nhôm. Ok ha. À, để cho anh em thấy được nha. Rồi ok, với con máy mài này giá chỉ có 430 ngàn thôi ha. Motor dây đồng, ruột dây đồng. Còn cái nhông này thì sao? Nhông này thì đó, gì cũng nhông đây. Ở dưới thì ha, nhông này. Mỡ thì hơi ít, anh em nào cũng kỹ thì mình cho thêm mỡ nha. Cái con máy thì cho mỡ hơi ít. Rồi thôi. Ok anh em á. Có 430k thì mình nghĩ đó nó hợp lệ anh em ơi ha. Xài là hợp lệ rồi. Nha, xài gia đình được, đi qua này nọ chúng ta có một con máy mài rất là rẻ mà xài công tắc bóp nữa. Thì chúng ta mua con này là được rồi. Ok rồi ha. Anh em nào mà thích dòng giá rẻ mà dây đồng thì có thể chọn con này. Rồi một nữa cảm ơn anh em á. Xin chào và hẹn gặp lại anh em, lưu ý giùm nha, giá 430 ngàn giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship nha.
nhớ tại cửa hàng chua còn có ship. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.